Ở tuổi 87, cái tuổi đáng lý ra đã ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, người đàn ông này lại chọn con đường khác. Hằng ngày ông vẫn hăng say lao động bằng nghề sửa giày, cái nghề tưởng chỉ qua đường kiếm ăn, nhưng đã gắn bó với ông suốt hơn 70 năm và lại tạo ra nguồn thu nhập chính, giúp ông thỏa được niềm đam mê lớn nhất cuộc đời mình, đó là đi phượt. Máu xê dịch bắt đầu chảy trong người ông từ thuở nhỏ. Thời đó, ông không gọi là đi phượt, mà chỉ nghĩ đơn giản đó là đi bụi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Sau này có gia đình riêng, ông gạt qua sở thích để lo cơm áo mưu sinh. Cho đến khi con cái lớn khôn ổn định gia đình, ông thợ sửa giày đất Sài Thành Nguyễn Văn Ngọc mới lên đường thực hiện giấc mơ ở tuổi 70. Từ đó, người ta bắt đầu gọi ông là dị nhân khi hay tin một ông lão tuổi già sức yếu lại có đủ sức khỏe chạy xe gắn máy đi khắp mọi miền đất nước. Vậy mà đến nay, dị nhân ấy đã có 17 năm đi phượt khi tuổi đã già. Khi được hỏi về tài sản có được sau những chuyến đi, ông Ngọc niềm nở khoe với chúng tôi. Đây là cái bộ máy ảnh của tôi hả? Trong cái túi này là nó đầy đủ thứ. Cái túi này là túi người ta quăng mình sẽ lượm. Tại sao mà có những cái túi tốt mà không có đi? Cái máy ảnh như thế này, cái này, hai cái này với cái tù của tùng nó là 50 triệu đồng, nó không có giỡn đâu. Những cái mình cần nhớ, ví dụ bây giờ tôi nói, tôi nhớ Hà Nội mùa thu, tôi lấy của anh luôn Hà Nội. Có rất nhiều cái này không gọi là dài như thế này, từng tập nhiều. Máy ảnh, máy quay và những album hình với ông là tài sản, là kỷ niệm. Nhưng đồng hành với ông lâu nhất trên mọi hành trình là một anh bạn đặc biệt, đó là chiếc xe Coupe 50. 17 năm qua, chiếc xe xù xì rách nát này luôn bên ông Ngọc. Con ngựa sắt này đã chinh chiến với ông trên mọi nẻo đường xuôi ngược, từ Nam ra Bắc. Tới hai cái đảng mà, vừa tháng tay vừa tháng chân nè. Những cái lĩa chân cái đồ trên đây là nó khám. Ví dụ đi những cái khoảng đường nào mà nó hơi khó khăn mới đi đèo thì mình cứ để qua sinh nhanh trái nhau, sinh nhanh phải như thế này. Thành cái xe này không có cái xe nào nó giống như thế này. Vì không ngăn cản được niềm yêu thích du ngoạn của ông cụ và lo lắng cho những chuyến đi xa của người cha, mà anh Nguyễn Văn Sơn, con trai ông Ngọc, đã dùng hết tâm sức thiết kế chiếc xe này với kết cấu hoàn toàn khác biệt và chỉ cầu mong cho cha được bình yên trên mọi nẻo đường. Khi tôi còn trẻ thì tôi còn có thể thiết kế những cái hệ thống điện tử được. Bây giờ tới tôi già rồi, giờ tôi không nhớ nữa, lỡ nó có hư tôi cũng không biết làm sao, mà tôi chỉ cái chỗ để cho người ta chữa. Trên đường của ông thấy có những cái đó là rất tiện với ông, nhưng với người ta đi bình thường thì không có gì gọi là tiện gì, nhưng với ông thì rất tiện. Cha tôi thích thì như thế nào tôi làm như thế. Thật khó tin một ông cụ đã gần 90 tuổi cùng chiếc xe cà tàng lại từ một mình đổ các con đèo nguy hiểm như Pha Đin, Khao Phạ hay Ô Quy Hồ trong chuyến chinh phục tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc. Hành trang cho mỗi chuyến đi của ông là 4 nguyên tắc: phải chấp nhận cực khổ, đói khát, sẵn sàng xử lý sự cố hỏng xe, đối mặt với cướp bóc và chấp nhận chết ở bất cứ nơi đâu. Bởi chính sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý này mà nhiều lần gặp rủi ro bất trắc trên đường đi, ông vẫn coi như lẽ thường tình. Đi về đó, khi tôi lấy chiếc xe cái máy tôi đi từ Ninh Bình về Hà Tịnh thì tôi bị té xe ở Cân Lộc cách Hà Tịnh 10 cây số, và nó bất tỉnh nó tới khi tỉnh lại thì người ta nói rằng là mình té xe, thì may sao mà nó tỉnh lại, chứ nó không tỉnh lại là mình chết rồi. Thì tất nhiên phải chấp nhận chết chỗ nào không biết mới dám đi. Còn mà ai mà mơ hồ là không dám đi. Nên vì vậy cả một đi là một vấn đề. Cái máu nó, cái dòng máu, cái gen nó là dù khi không còn có thể làm được mới chịu thua. Chứ khi mà còn có thể làm được là vẫn làm. Dù những khó khăn trở ngại là khó tránh trên mỗi chuyến đi, thế nhưng được vượt đây đó lại là liều thuốc bổ vô giá đối với ông lão kỳ dị này, vì không thể cưỡng lại bởi vẻ đẹp của núi non trùng điệp và cảnh sắc tuyệt vời của mỗi vùng miền tổ quốc. Ông Ngọc vẫn luôn có thói quen đi đến đâu cũng chụp hình, quay phim lại những cảnh đẹp đó về làm kỷ niệm hoặc làm quà tặng cho những người ông yêu mến. Chính niềm đam mê khám phá những vùng đất mới cộng với chút phóng khoáng hào sảng của mình, ông Ngọc đã được cộng đồng phượt yêu mến gọi bằng cái tên Phượt Thủ Tiên Sinh. Cái tên là tất cả sự thán phục dành cho người phượt thủ và nhất Việt Nam này.